Hơn 40 năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4, dựa lưng vào núi, yên ổn bám đất, bám dân, giúp nhân dân địa phương biết cái chữ, biết làm kinh tế, hăng say lao động sản xuất. Đời sống bà con đang ngày một đổi thay tốt đẹp. Bỗng trong một đêm, hàng triệu mét khối đất dội xuống. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 mất đi một lúc 22 cán bộ chiến sĩ trách nhiệm thương dân. Để lại nỗi đau không chỉ của riêng gia đình, mà còn là của những người lính mất đi đồng đội. Các anh hy sinh khi nhiều dự định còn dang dở. Nhiều người còn rất trẻ với những mong muốn được cống hiến cho Tổ quốc nhiều hơn nữa. Thì lúc 1 giờ đêm hôm qua, tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 của quân khu, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa của Quảng Trị, tiếp tục bị lở đất, lở núi, sạt núi. Và cũng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đang bị vùi trong đất. Tôi cùng với các đồng chí cán bộ, sĩ quan của các cơ quan của Bộ Quốc phòng, của tập thể Đảng ủy Quân khu 4, lại thêm một đêm thức trắng. Quân khu 4 đã huy động một lực lượng hơn 300 người cùng nhiều phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, lập tức hành quân trên đường Hồ Chí Minh Tây, tiến về hiện trường để tìm kiếm các thi thể. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã có mặt kịp thời, trực tiếp chỉ đạo Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn thực hiện nhiệm vụ. Nhưng con đường huyết mạch duy nhất tiến vào hiện trường sau trận thiên tai đã bị sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, tại khu vực hiện trường, ngọn núi nằm sau vị trí Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đóng quân tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Những cuộc họp khẩn cấp của Bộ Quốc phòng, những cuộc hội ý diễn ra không kể ngày đêm tại Sở Chỉ huy Tiền phương, bàn các phương án cứu hộ cứu nạn nhanh nhất, an toàn nhất. Bằng cả sức người, sức máy, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã không quản ngày đêm thông tuyến mở đường, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chạy đua với thời gian, chạy đua với thời tiết để đưa những thi thể ra khỏi hiện trường. Bộ Chính trị tỉnh đã chỉ đạo tất cả các lực lượng phương tiện và lực lượng vũ trang tỉnh tham gia khắc phục hậu quả các vùng ngập lụt, đồng thời phối hợp với các lực lượng của Bộ cấp trên địa bàn, rồi lực lượng dân quân tự vệ, Bộ đội biên phòng và công an tỉnh và nhân dân trên địa bàn, huy động tất cả các lực lượng tỉnh với nỗ lực cao nhất, quyết liệt cùng với các lực lượng của Bộ quân khu và tỉnh bằng mọi cách để đưa các đồng chí ra các địa điểm tập kết. Và ngay khi bộ đội gặp cơn nguy khốn, nhân dân địa phương không ai bảo ai, mỗi giờ cơm đều dành phần ăn cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu. Cảm ơn cái tấm lòng của bà con nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ những cái tình cảm rất là quý báu để cho anh em đồng viên tinh thần. Cáng thương binh luôn sẵn sàng, những bó hương luôn được thắp lên. Một người, hai người, ba người, rồi lần lượt các anh được tìm thấy trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội. Và trong khi đang chờ đợi lực lượng tìm kiếm cứu nạn hoàn thành nốt các nhiệm vụ cuối cùng tại hiện trường, chúng tôi bắt gặp hình ảnh này. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Huy, phòng tham mưu kế hoạch, đang tìm kiếm những kỷ vật của mình, của đồng đội, trong những vật dụng quân tư trang được tìm thấy sau vụ sạt lở. Anh là một trong 5 người thoát nạn trong đêm định mệnh ấy. Ngủ thì là bình tĩnh được, đi vào đi ra thì có khóc thôi. Đang cố gắng ổn định lại tinh thần vì thực sự nếu mà tinh thần không ổn định thì ra đây cũng không làm gì được mà còn làm vướng chân anh em đồng đội. Trong số 22 quân nhân hy sinh khi đóng quân làm nhiệm vụ chăm lo giúp đỡ nhân dân tại một địa phương vùng sâu vùng xa còn rất nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, 4 người là cán bộ chỉ huy,
8 chiến sĩ là những anh nuôi của đơn vị, còn lại là những quân nhân chuyên nghiệp gương mẫu. Chiếc áo này là của hạ sĩ Lê Thế Linh. Còn đây nữa, ba lô của Phiêu, Duy, Thắng, Thái. Tư trang của các anh vẫn còn đây, nhưng từ nay đơn vị sẽ thiếu những người đồng chí, đồng đội gắn bó và trách nhiệm. Thiếu những người anh nuôi thức khuya dậy sớm lo từng bữa ăn. Thương lắm, đồng đội ơi. Trận thiên tai vừa qua đã để lại những nỗi đau vô cùng lớn đối với nhân dân, đối với lực lượng vũ trang trên địa bàn quân khu 4. Nhưng thiên tai vẫn đang diễn ra, cả quân cả dân miền Trung vẫn đang gồng mình chống lũ, đối đầu với thiên tai địch họa. Và ở đó, tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn được tỏa sáng. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào 16 giờ ngày 19 tháng 10, các lực lượng đã đưa được thi thể cuối cùng trong số 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nạn ra khỏi hiện trường. Những giọt nước mắt phải nuốt ngược vào trong của những người chỉ huy, những người anh, những người đồng đội, của những người đã hy sinh, nay đã được chào ra ngoài. Nhưng trước mắt, họ vẫn phải lo toan thật chu đáo cho gia đình của những người đã hy sinh và tiễn đưa cùng một lúc 22 người trong sự tiếc nuối, niềm yêu thương và trang trọng nhất.